Thưa quý vị, tối qua 28 tháng 9, chương trình chính luận nghệ thuật Lời Tri Ân đã được tỉnh Lào Cai tổ chức thành công. Chương trình là lời cảm ơn gửi tới sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các địa phương, lực lượng vũ trang và người dân cả nước dành cho tỉnh Lào Cai trong công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3. Thông qua những câu chuyện chân thực, xúc động, những nhân chứng sống, những hành động đẹp về tình người trong khó khăn hoạn nạn đã để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc. Gia đình mất hết, gồm bố, mẹ, bà, em trai với một con trai nữa. Toàn bộ nhà cửa mất hết. Từng lời của anh Nguyễn Văn Tuấn, nạn nhân may mắn sống sót trong vụ sạt lở nghiêm trọng ở thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, chia sẻ trong chương trình Lời Tri Ân đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Gần 20 ngày sau cơn lũ dữ đi qua, dẫu đau thương, mất mát vẫn còn đó. Nhận được sự động viên, hỗ trợ, anh Tuấn cùng trưởng thôn Làng Nổ Hoàng Văn Diệp vượt gần 100 cây số đến đài phát thanh truyền hình Lào Cai tham gia chương trình với mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người. Chân thành cảm ơn các tình nguyện viên, các đoàn thiện nguyện cùng với các cơ quan chức năng, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và các đoàn riêng, các tập thể cá nhân đã kề vai sát cánh cùng dân làng chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn. Chia sẻ tại sân khấu chương trình Lời Tri Ân, bác sĩ Xin Thị Tâm cũng không kìm nén được cảm xúc khi nhớ lại những hình ảnh tang thương tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà trong thiên tai. Bác sĩ Tâm cũng mong muốn lan tỏa niềm tự hào và giá trị cao quý của những người khoác áo blue trắng. Sau khi tham gia chương trình này thì em cũng muốn lan tỏa cái sự đóng góp của ngành y đối với xã hội, và cũng rất muốn là em, bởi vì em cũng là người dân tộc thiểu số, cũng rất muốn là các bạn dân tộc thiểu số hãy cố gắng để tham gia học ngành y để phục vụ chính cho bà con quê hương của mình ạ. Hơn 90 phút của chương trình xen giữa các màn nghệ thuật và những cuộc giao lưu đầy xúc động. Chương trình chính luận nghệ thuật Lời Tri Ân do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai thực hiện đã chạm đến trái tim của hàng nghìn, hàng triệu khán giả, cùng hơn 300 khán giả có mặt trực tiếp tại trường quay. Hơn 30 đài phát thanh truyền hình trong cả nước đã tiếp sóng chương trình này. Mình nghĩ là chương trình này đã đạt được đúng với cái tên gọi của chương trình là Lời Tri Ân rồi. Thì thật sự là ngay cả bản thân mình là một người con Lào Cai, mình không phải chịu nhiều cái ảnh hưởng của thiên tai bão lũ như những bà con trên vùng cao, nhưng thực sự là mình cũng muốn cái qua chương trình này mình cũng thấy được là chương trình đã truyền tải được hết những cái tấm lòng của mình. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, của các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, với tinh thần, ý chí của chính mình, tỉnh Lào Cai luôn có niềm tin mãnh liệt sẽ mạnh mẽ đứng lên, đoàn kết, chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm ổn định lại đời sống, sản xuất của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu phát triển, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước. Một lần nữa, xin trân trọng gửi tới đồng bào, đồng chí lời tri ân và cảm ơn. Cùng với những giá trị lan tỏa, chương trình Lời Tri Ân như một sự khẳng định tình đoàn kết, nghĩa đồng bào sẽ mãi là sức mạnh nội sinh, là điểm tựa vững vàng để Lào Cai nói riêng, cả nước nói chung, kiên cường vượt qua những biến cố, khó khăn để tiếp tục hành trình kiến tạo, dựng xây và phát triển.